cái khung này là cái khung hình của chị. Chị chỉ có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái nhập này là chị tính cho chị. Ba là để dành cho cô em là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 của 9, 2, 3, 9, 1, 2, 3 chính cục rồi, rồi rồi em đứng đây là chị có chịu không? Không, chắc nó không cho em. Ừ. Em vậy thôi, cho em là 1, 2, 3, 4 ông hai người chơi nhà nhảy samba đó. Rồi ông già ăn già phải vào đây mà má chia sẻ tí xíu. Mẹ má, mà má mượn. Ờ, mà má lấy rồi, mà má làm cái này tí xíu. Có thằng già chứ. Hello mọi người. Hello, hello. Cái mẹ đi. Má đang công chuyện nha. Nhanh phút đi ra ngoài đi. Không được vô phạm vi của nhà nước. Hello mọi người, hôm nay nhiều đầm đẹp lắm nha mọi người ơi. Đầm đi chơi nè, đầm đi tiệc, đồ đầm maxi, đồ rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Rồi mọi người vào chia sẻ cho mấy bạn biết nha. Rồi tặng tặng đầm đi, đây. Tặng cho mấy chị một cái đầm Gucci. Một cái em Gucci chắc xin rất là đẹp xịn sò như thế này luôn nha mọi người nha, tặng cho mọi người một cái đầm rất chi là xinh xắn luôn. Có gì lịch lắm à. Ai, mọi người chia sẻ giùm em nha mọi người nha, comment giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ chế độ công khai giùm em nha mọi người nha. Hôm nay rất là nhiều hàng đẹp luôn nè mọi người. Đầm thiết kế cũng đẹp, nói chung là set cũng đẹp, nói chung là nhiều lắm. Hôm nay rất là nhiều mẫu đầm và set áo kiểu luôn. À áo kiểu với là chân váy xin nó. Ô là trời, hôm nay là rất là nhiều hàng đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Chia sẻ lên 35 người em tặng cho mấy chị một cái đầm jean Gucci rất là xinh như thế này luôn. Chỗ đây có túi nè. Rồi fan nha mọi người nha. Chia sẻ giùm em nha mọi người ơi. Em nhìn chị nhìn gì? Nam bên nghe tiếng tụt tụt tụt. Nghe cái tiếng này mày sướng tai đúng không? Đúng không? Đúng không mấy ngà? Qua đi, qua đi, qua đi. Nói gì đây, qua đi, qua đi. Kêu bà chiều nay hay gì? Nha. Hẹn hẹn chiều nay. Chiều nay đi ăn sushi với ổng. Mà chiều nay chắc đồng tiền mua ra nên. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Cái này con nó bất ổn quá. Đúng. Con tính nói rồi đó, bạn Yến nó sợ con không dám nói luôn á. Thôi biết gì là biết rồi, nói không nói. Đâu dám nói đâu. Không hề dám nói. Chia sẻ giùm em nha mọi người ơi, hôm nay nhiều đồ đẹp lắm nha. Chấm chia sẻ cho em bài viết. Chơi nữa chắc không ăn. Trời ơi sao nhiều khách mới ép thôi chị ta. Rồi chấm chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Lên 35 người em tặng. Em tặng cho mấy chị một cái đầm Gucci này nha. Trời sao dạo này like Facebook hơi bị có vấn đề hay sao á ta. Rồi chấm chia sẻ cho mấy bài viết nha mọi người ơi. Đây em tặng cho mấy chị một cái đầm. Trời chắc đẹp lắm nha mọi người ơi. Đây đầm Gucci nè, chắc rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Đây một em đầm. Cái này mà đi chơi du lịch hay đi ra ngoài sân bay là hơi bị đẹp luôn. Hello Wendy Phạm. Ờ, em thấy cái like mình nó có bị thấp không biết hay là thấy nó ok. Ok hả? Rồi chia sẻ cho em nha mọi người ơi. Hôm nay em lên hơi sớm. Lên sớm tới 20 phút luôn. Chấm chia sẻ cho em bài viết nha mọi người ha. Hello Wendy Phạm, chia sẻ giùm chế đi. Trời cái đầm này mới về xinh lắm nè mọi người. Đầm em đang mặc là có 3 màu nha mọi người nha. Màu trắng nè, màu đen nè và màu da. Đầm trang đang mặc là có 3 màu nha. Phải Facebook nó có vấn đề không ta? Hay là mình lay sớm quá? Là lay lại là cái đầm. Tình người cũng
ừ từng rồi cũng thứ bảy đầm trang đang mặc là chắc em kéo anh chị cái dây kéo lên đầm trang đang mặc là có ba màu nha mọi người ơi, rất là xinh luôn nè. Ở đây là đầm viền viền màu có màu trắng, màu đen và màu da, có tổng cộng là ba màu. Đây cho mọi người có màu trắng nè, và em có hai size luôn nha mọi người nha. Đầm chị mặc có mặc size gì vậy chị? Đầm mặc đầm trang đang mặc là có đó không? Cho chị cái kẹp đây. Cái kiến rồi. Đầm chị đang mặc là size S nha. Đầm này có hai size S và M, và trang có tổng cộng là ba màu, màu trắng nè. Xin lỗi, màu trang đang mặc là màu đen nha, đen viền trắng và trắng viền đen, sang lắm mọi người ơi, bao đại luôn. Và một màu nữa là màu da nữa, có tổng cộng là ba màu. Ba màu nha mọi người, hai size S và M. Cho chị xin thêm cái kẹp nữa đi. Đầm này siêu đẹp cho mọi người nha. Đầm này đang rất là hot ở trên TikTok luôn mọi người. Đây có một cái con màu da đẹp dã man luôn. Đây mọi người ơi, sang lắm. Đầm đẹp xuất sắc nha chị yêu. Cảm ơn em nhiều nha mọi người. Form đầm đẹp cực kỳ mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Cái nói chung là mùa hè này thì mọi người mặc mấy cái đầm này ha, đi vòng vòng, đi ăn uống, đi chơi đồ rất là ok. Đó, mặc thoải mái. Hô đi đâu cái làm sọt cái đầm vô ha. Vừa đẹp vừa sang nữa. Đây, ba màu. Màu đen là trang đang mặc nha. Hai size F và M, màu đen nè. Màu trắng nè. Và màu da. Đó. Chất vải là em bao đẹp cho mọi người luôn nha mọi người nha. Chất vải là hàng xịn sò, hàng vải đẹp luôn mọi người, hàng xịn đẹp luôn mọi người. Rồi, đầm giá 85. Ai lấy thì comment lấy giùm em nha. Hai size S và M. Trời có 15 người thôi hả? Trời ơi, phẫu thuật này bị gì ta? Hai bị lay sớm ta. Lại là thứ bảy. Đây, đầm phơm đẹp dã man luôn mọi người ơi. Chắc rất là đẹp luôn nha. Cái này mặc đi chơi, đi đâu cũng mặc, cũng nhìn cũng đẹp hết. Chia sẻ giùm em nha mọi người ơi. Chết rồi, cái đây em kéo cái like. Sao bây giờ này Facebook mình xáo xáo nhỉ? Thấy kéo lên ok không? Hơi cao hả? Kéo xuống. Hai mươi người rồi, lên thêm vài ngày nữa, lên thêm trời ơi, 20 tới 15 người đó hả ba. Thêm 15 người đó em mở game luôn nha mọi người ơi. Mọi người cho em xin một hai lượt chia sẻ đi này, chắc mình cũng hơi sớm rồi. 22 người rồi mọi người ơi. Chết rồi, giờ xin từng người. Hello Cammy, hôm nay nhiều đầm đẹp lắm nè Cammy ơi, coi đầm đi Cammy. Hôm nay về nhiều đầm đầm cũng sang lắm mọi người. Ngay về nhiều đầm đẹp lắm nha. Oh my god, đầm với set nữa, nói chung là nhiều lắm. Hàng em chị gửi chưa? Không bao giờ, anh trúng game luôn á. Không trúng game hả? Không trúng game mà hôm bữa tặng quà rồi. Hôm bữa tặng cái vòng tay đúng không nhờ? Su hôm bữa không trúng quà game nhưng mà có tặng vòng tay rồi đó tình yêu. Đây. Hàng mới về đẹp lắm mọi người ơi. Zen Nguyễn hàng đi chưa ta? Đi rồi mà, gửi bill rồi, đi hàng rồi mọi người. Ủa? Phải không ta? Có giấy là đi rồi đó em. Chị gửi giấy cho em chưa? Chị có gửi giấy bưu điện cho em chưa? Nếu mà gửi là đi rồi nha tình yêu ơi. Đây, hôm nay rất là nhiều hàng mới, hàng đẹp luôn á mọi người. Cái vòng tay đi đâu cũng đeo luôn nha. Ok, cảm ơn tình yêu. Thôi giờ dán ủng hộ mua tiếp đi, rồi tặng tiếp nữa. Tặng thêm vòng tay khác nữa. Đây mọi người, hôm nay rất là nhiều hàng đẹp nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người cứ theo dõi cái livestream của em với lại cái đầm này. Cái đầm này hôm bữa là mọi người cũng hỏi em rất là nhiều nè. Có rồi chị, có rồi là đi rồi đó em. Hàng gửi giấy là đi hàng rồi nha. Đây. Cái đầm này hôm bữa là mọi người ơi, hot cực kỳ hot luôn nè. Em mới về lại thêm nữa nè. Không coi like mà không có tên em luôn. Không có like nào mà không có tên. Đúng rồi, chị biết mà. Em là mới gục mà, em mà đây mọi người, mới về lại thêm, siêu đẹp nha mọi người nha. Có màu hồng nữa. Ừ, có màu hồng nữa kìa. Ủa sao có màu hồng lẻ loi với ta? Có màu hồng nữa nè mọi người ơi. Quá trời màu luôn, đầm rất là đẹp nha mọi người nha. Lên form đẹp xuất sắc luôn, nó là dạng giống như là ba lỗ mọi người, lên form đẹp lắm. Ở đây thì nó không có lót nha, nhưng mà xuống đây thì nó có lót mọi người, ok không? Có nghĩa là phần ở đây thì không có lót nè, nhưng mà dưới đây thì nó sẽ có lót cho mọi người nha. Đó, có lót cho mọi người nha. Đẹp lắm mọi người, mặc lên form đẹp lắm. Tí nữa Trang sẽ mặc cho mọi người coi. Cái này Trang có mặc rồi.
À, đợt trước Trang có về cũng 5-6 cái mọi người. Đợt này là Trang về đủ màu luôn. Đẹp lắm mọi người, lên foam rất là xinh luôn. Cái foam này á, thì nó sẽ hơi xòe nhẹ ha. Em nói thật sự mùa hè thì mọi người mặc những cái đầm này là thoải mái, mát mẻ và dễ thương nữa mọi người. Đi đâu mặc cũng xinh hết á. Nè màu hồng đó nè. Trời màu hồng đẹp quá. Hai chứ. Em về đủ màu nha mọi người ơi. Màu cam nè, màu hồng nè. Đầm này bữa bán 85 đúng không? Ren đẹp lắm mọi người ơi. Em thề luôn cái chất ren nè. Cho mọi người coi màu cam cho nó rõ đi. Màu cam này mọi người trắng nè. Chất ren quá đẹp lắm mọi người nha. Đây màu hồng nè. Hello Yến Phạm. Không, hình như bữa Yến Phạm cũng tính mua cái đầm này mà hết màu nè Yến Phạm. Không ta? Nhớ mày mại thôi, Trang không nhớ rõ nha. Đó. Về mấy cái màu này cho mọi người mua nè. Nói chung là mùa hè mọi người lên mấy maxi, mấy đầm body mặc đi đâu nó cũng thoải mái mọi người. Cái đầm Trang đang mặc chắc đẹp lắm nha. Đầm Trang đang mặc là nó có tổng cộng là 3 màu. Đây. Đầm Trang đang mặc là có tổng cộng là 3 màu nha mọi người nha. Đen nè. Màu da nè. Màu trắng nè. Đó, 3 màu. Đó, 3 màu nha mọi người nha. Còn đầm maxi ren. Trời, cái đầm này lên xinh lắm mọi người. Đợi em tí xíu đi mặc lên cho mọi người xem. Hôm bữa em bán một đợt rồi. Xong rồi giờ khách đặt thêm mấy cái nữa cho nên là Trang đem về thêm. À, có 30kg không mẹ? À, dạ không chị. Hả? Dạ không chị ơi, bên em không có hàng 63kg. Bên em chỉ có hàng 5 mấy ký thôi chứ yêu ơi. Màu cam nè, màu trắng và màu đen nha. Đó, tí nữa cho sẽ mặc lên cho mọi người xem sao. Rồi bây giờ chia sẻ tặng quà chút đi mọi người ơi. Mẫu cho đây mặc 85 nha. Mẫu đầm ren cũng 85 luôn. Được 23 người. 23 người rồi hả? 23 người rồi. Sao nó chả, nó còn chả nhiều quá vậy. Hello Azzy. Trời đầm này body, ai mà thích body hốt cái đầm này mọi người ơi. Cái foam chắc vải quá trời đẹp luôn nè. Đầm quá trời xinh luôn mọi người. Hàng mới về. Rất là hot trên TikTok luôn mọi người. Em đầm này luôn á. Trang mà bây giờ coi mấy cái gì mà hot ở trên đó là Trang cứ chụp hình lại và lấy mẫu thôi đó mọi người. Đây, của Trang là có 3 màu nha. Màu da này quá trời đẹp luôn nè. Trang mới hốt cái màu da mặt rồi đó mọi người. Thề luôn, mới lấy cái màu da mặt luôn á. Bây giờ Trang có tổng cộng là 3 màu luôn nè, màu trắng lên cũng sang đó mọi người. Màu da nè, da có đúng một cái thôi, tại vì có hai cái Trang lấy một cái. Hốt một cái màu da luôn, vải đẹp lắm mọi người ơi. Nhìn cái chất vải nè. Mọi người thấy chất vải không? Vải đúng đẹp luôn á, nếu mà ai mà thích body thì không nên bỏ qua mẫu này. Rồi. Bây giờ chia sẻ giùm em đi mọi người, chia sẻ đi để em lên hàng cho mọi người đi. Chia sẻ để em tặng quà xong rồi em lên hàng rồi mọi người ơi. Bao nhiêu người rồi? 24 người rồi. Mọi người cho em xin một hai lượt chia sẻ đi mọi người. Hôm nay nhiều về nhiều set đẹp lắm luôn á. À cái set này là xuất sắc nè. Đấy cái set này nhớ có màu trắng mà ta. Set này nè. Nãy giờ em có treo. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Dùm cái áo của nó nè. Cái áo của nó là có mút ngực luôn nha. Hôm nay Trang nói thiệt sự là hôm nay hàng rất là đẹp nha mọi người nha. Hôm nay hàng đẹp lắm, từ set cho tới chân váy luôn. Áo này là mọi người mặc bẹt vai cho Trang nha. Mặc bẹt vai, ok. Đây, mặc bẹt vai như thế này. Và đặc biệt là áo nó có mút ngực luôn. Và dùm cái chân váy của nó nè mấy bà. Ờ gì? À, chị mặc được set này không? Dạ được chị nha, chị Phương Thu ơi. Chị mặc lấy size M nha. Set này sang, giả mang luôn. Em đảm bảo với mọi người là không ở chỗ nào mà có hàng hết. Em đảm bảo là tự tin khẳng định luôn. Ha, riêng mẫu nào thì mẫu này thì không có đâu. Hàng Quảng Châu, xịn sò đẹp cực kỳ luôn. Trời. Nó sang, em nói thiệt sự nha. Hả? Áo bị qua đẹp giả mang luôn á trời. Trời ơi, cái vải của nó nè mọi người. Chân váy cái vải. Rồi, 30 người rồi, ráng cho thêm 5 người nữa. Mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ nữa thôi. Lên 35 người em tặng quà cho mấy chị luôn nè. Xong rồi, đặt rồi. Đây, em không tính tặng quà luôn mà bây giờ ráng chia sẻ đi. Em tặng cho mấy chị một cái đầm Gucci nè. Đây, đầm rất là đẹp nha, Gucci nha. Rồi đây là Balenciaga nè. Rất là xinh nha mọi người ơi. Đó, tặng cho mấy chị một cái đầm này. Chia sẻ là 35 người đi, em cho mấy chị thêm 2 phút nữa. Mà không là 35 người em bỏ qua, em sẽ không tặng quà nữa nha. Tặng quà mà năn nỉ quá trời luôn á trời. Thiệt sự luôn á. Tặng quà mà năn nỉ mọi người quá trời nhiều luôn. Rồi 2 phút nữa, cố gắng chia sẻ đi mọi người. Cho em xin 1-2 lượt chia sẻ vô trong cái
phần mấy chị ấm cái nút thôi cái là nó tự chia sẻ luôn mà không có cực gì hết trơn mọi người. Cho em xin một lượt chia sẻ đi. Trời chảy máu nữa rồi. Tại sao vậy? Dốt đổ máu chắc bữa nay có tiền không nè, chắc bữa nay bán đắt hàng không nè. Ai biết? Cảm đầm Gucci em vừa không để biết em đi dành. Đầm Gucci hả? Đầm Gucci em không mặc vừa. Đầm Gucci em không mặc vừa. Rồi chia sẻ giùm em đi mọi người ơi. Đúng 1 giờ mà không lên được nữa là em bỏ qua nha. Giờ nãy giờ là em tán lẽ là em qua mẫu luôn rồi đó. Con cứ chia sẻ đi, không lấy cái đầm thì lấy cái khác. Ồ. Cái khác mà. Cứ comment đi, không được lấy cái này thì chị Trang tặng em cái khác. Không có hỏi bộ em đang mặc. Chị mặc được không á, chị 1m53. Mặc ok mà chị, đâu có bị sao đâu. Mình đi đâu mà mặc á thì mình chịu khó mình mang thêm cái đôi giày 2-3 phân lên là đẹp rồi mọi người, lên phơm đẹp lắm. Quan trọng là cái chiếc đầm nó đẹp á mọi người. Xét rồi hả chị? Đúng rồi, xét rồi nha em. Trời đứt tay thiệt, bữa nay mà chắc bán đắt hàng nó mới chết, em cảm nhận rồi. Em tự nhiên có linh cảm nha. Phải có niềm tin đúng không Vũ? Trời mấy chị ơi, chưa bán như hàng gì cho mà đứt tay chảy máu rồi mấy bà. Có máu rồi, có tiền rồi đó. Rồi ok nè. Coi còn 1 phút cuối cùng mà không ra được 35 người nữa em qua mẫu nha. Rồi khỏi. Còn là không tặng quà luôn rồi đó. Quá trời quá đất rồi. Có 25 người mà không lên được like luôn. Set đen, set này là hai màu nha. Màu trắng cũng sang rồi mọi người. Vải không hề mỏng tí xíu nhau nha. Áo đó nè. Trời cái set màu trắng sang quá. Đây cái áo màu trắng nè mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Hai size S và M nha. Đây có mút ngực nè. Cái đầm em đang mặc là chị Phương Thu mặc được có size M đó. Đầm em đang mặc là chị Phương Thu mặc được nha. Chị Phương Thu ơi, chị có lấy không chị yêu ơi? Em có tổng cộng là 2 size 3 màu. Đây cho mọi người coi lại lần nữa nè. Rồi đầm trên em mặc nha tình yêu ơi. Có màu da nè. Và màu trắng nè. Trên em mặc là màu đen nha. 2 size F và M chắc thun siêu co giãn luôn mọi người. Đó, ai thích mặc đầm sexy thì hốt em này đi, 85 đồng. Vải em bao đẹp nha. Đây, vải em bao đẹp cho mọi người luôn. Đó, vải không đẹp không lấy tiền. Mang cái form đẹp dám mang luôn. Rồi qua mẫu này nha. Ai lấy thì cầm mày lấy giùm em 800 đồng. Xong rồi. Không cái này bỏ qua đi. Cái này là áo lẻ. Cái này là áo lẻ nè mọi người. Có ai thích áo lẻ không? Áo lẻ có hai màu. Cái vú treo có hai màu. Đầm chị đang mặc phía sau có dây kéo không chị? Có nha em. Phía sau có dây kéo. Em lấy thì phải lấy size M là ok. Hình như có size M của em á. Em lấy không su du. Không co giãn lắm tình yêu ơi. Nè size M có nè em lấy không? Lấy báo chế đi, cái này em mặc vừa, tại vì chắc của nó rất là co giãn nha mọi người nha. Thun siêu co giãn luôn, nè, đó, mọi người thấy không? Thun rất là co giãn và đằng sau nữa là có dây kéo luôn á mọi người. Đây, em còn kéo chưa lên hết đó nè. Rồi em lên hàng nha mọi người ơi, hôm nay rất là nhiều hàng đẹp luôn. Rồi, đầm này Suzu lấy thì ok giùm chị nha. Ai lấy thì comment giùm chế nha. Rồi. Hả? Là Suzu nè. Suzu màu đen. Rồi còn ai lấy đâu mọi người ơi? Phải màu đen luôn đó. À không có màu đen nha. Chị lấy cái em đang mặc nhé. Ok chị nè. Không có màu đen không có size M của em. Em phải lấy màu trắng này nha. Màu trắng mới có size M của em. Đây. Em lấy màu trắng đen này nha tình yêu ơi, tại vì màu đen của chị đang mặc thì lại không có size của em. Rồi chị Phương Thu lấy một cái nè. Ủa, như không nhớ có mấy cái đâu mà ta. Suzu lấy màu đen và màu trắng. Vậy là thôi bỏ qua. Vậy là bỏ qua đi. Rồi đây cho chị Phương Thu nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ờ đúng là 5 cái đúng không? Chuẩn. Rồi. Cho chị Phương Thu một con đi. Rồi chốt cho chị Phương Thu nè. Em lấy đen á chị. Chị lấy đại M nha. Ok chị. Thun co giãn lắm mọi người ơi. Thun chắc rất là co giãn. Và phơm rất là đẹp luôn nè. Mọi người nhìn cái phơm em mặc nè. Phơm đẹp lắm mọi người yên tâm. Chắc rất là đẹp. Siêu co giãn luôn. Hello My. À My ơi, sinh nhật tới rồi, lên đây lựa đồ nè My ơi. Lên đây lựa đồ nè, hôm nay về nhiều đồ đẹp lắm. Màu trắng em không mặc được, ok em. Vậy bỏ qua mẫu đó đi, lựa mẫu khác nha. Rồi. Đây. Có xe em, chị mới lấy nha. Đúng rồi, chị Phương Thu lấy xe em. Chị Phương Thu lấy xe em. Rồi, em qua mẫu nha mọi người ơi. Còn ai lấy nữa thôi, cầm em lấy giùm em nha. Thấy bụng bự lắm. Ok em nè, không sao nè, lấy mẫu khác. À có màu da nữa nè. Rồi. Hay là em lấy màu da không? Đây. Đây có màu da nữa nè. Màu da đẹp xuất sắc luôn á mọi người. Rồi Trang qua mẫu ha. Rồi lên hàng đi Yến ơi. Rồi Trang lên hàng nè. Hôm nay về nhiều đồ lắm mọi người.
À xếp thêm. Thôi lên đây chút đi. Đây mọi người, đầm này rất là xinh nè. Ai mà đi tiệc tùng đồ, nói chung là hốt mấy cái em này là xuất sắc luôn. Chị thấy nó hơi tối đúng không Miếng? Em có cảm nhận gì không? Hả? Không có hả? Không có tối hả? Tôi thấy tối không? Hả? Cái này như cái này nó line này nó hơi xa đúng không? Tôi thấy tối không Dũng? Thôi để gần tí xíu nữa. Mặt hơi bự hả? Mặt tay gì mà kêu bự? Mặt người ta gì mà kêu bự? Rồi đây đầm này gần hơn, ok không ha? Nãy nó hơi xa tí, nhìn không thấy rõ rõ cái đầm. Rồi, cái lơ hàng đi. Mọi người thích lên step hay lên đầm? Đây em có cái step thì dễ thương lắm nè. Đây hôm nay hàng nhiều hàng mới lắm mọi người ơi. Hôm nay rất là nhiều hàng mới luôn nha. Cái này là hở lưng nha. Hở lưng nè, ship nè. Bên trong của nó là có quần luôn. Xinh giả mang đúng không mọi người đây. Bên trong của nó là một cái quần tắc ta như thế này nha mọi người. Màu da, set da rất là xinh luôn. Hai size S và M. Trời, cái set này dễ thương. Đứng xa xa mọi người coi nè. Hai size S và M nha mọi người ơi. Set giá 85 đồng. Dễ thương. Em bao đẹp hả? Ừ, cái set này mặc lên sang lắm luôn mọi người. Nè, mặc lên là nó như thế này nè. Trời ơi là trời. Xinh lắm nha. Hai size S và M. Ai lấy thì comment lấy giùm Trang nha. Hàng mới về mọi người. Cái đầm này nhiều màu lắm. Cái đầm body này lát Trang lên sau. Trời ơi, cái đầm này má ơi. Cái đầm body này hàng thiết kế có mút ngực luôn nha. Nói chung là nó có nhiều màu lắm mọi người. Rất là nhiều màu luôn. Trời cái form nó kìa trời. Cái vải của nó kìa mấy bà ơi. Thề luôn, nó đẹp. Đủ màu luôn. Mà biết cây này nằm đâu? Đâu? À đúng rồi. Đây đủ màu nè. Trắng. Trời ơi. Màu hồng nè. Cái body này là body trên. Trời. Cái body này là body trên gói nè mọi người. Xinh nè. Màu trắng, màu hồng, màu nâu và màu đen nha. Cái này hàng mới về, nói chung là màu Trang chưa có treo lên. Tại vì không có đủ móc. Bữa nay hàng mới về nhiều móc treo không có đủ luôn. Đây cho mọi người coi đủ màu nha. Form bao đẹp. Form bao đẹp nha mọi người nha. Để cho em nó coi lại cái đầm trắng cột cổ đi. Trắng cột cổ là cái gì? Đây trắng cột cổ đây. Đẹp lắm. Có nha Giang Hân ơi. Màu đen có nha. Đây em ơi, rất cực kỳ xinh luôn nè. Trời ơi, hàng đẹp lắm mọi người ơi. Em nói thiệt luôn á với mọi người là em nói thật sự luôn nha mọi người. Màu đen cho Giang Hân nè. Giang Hân nè. Trúc Ly lấy size gì Trúc? Ở đâu xin lỗi, lấy màu gì Trúc Ly ơi. Giang Hân lấy đen 85 giùm con. Trời vải đẹp lắm mọi người ơi. Trời là trời, cái trắng nó sang kìa. Trời ơi, cái trắng nó đẹp quá vậy. Ôi là trời, vải không hề mỏng một tí xíu nào hết luôn nha mọi người. Vải mỏng mọi người trả lại cho Trang. Đây, chất vải rất là đẹp luôn nè mọi người. Đó, có màu trắng, màu hồng với là màu da. Chị Trúc Ly ơi, chị lấy màu gì chị? Xinh quá mọi người ơi. Đang mặc S. Đang mặc S, ok, đang mặc S. Ami Trần. Đây, Ami Trần đang mặc S nè. Em lấy set chị ơi. À, lấy set nào? À, lấy set này, ok chị. Rồi, chị Trúc Ly lấy set nè. Trắng S. Ami Trần lấy trắng S, cái nào S chứ trắng S cho chị. Vỏ thì trắng size S, cổ yếm đó kìa, vỏ thấp vỏ thì ngọc hiếu. Thôi, vỏ thì ngọc hiếu, cổ yếm size S luôn. À. Bằng giá như này luôn nha Dũng, hai này bằng giá nha. Chị đầm trắng cột cổ em vừa không? Hết luôn rồi, hết luôn rồi. Không vừa, em cũng không vừa đâu. Ami Trần lấy trắng là lấy cái gì trắng vậy chị ơi? Lấy cái đầm trắng hả? Lấy đầm body trắng hay trắng gì? Trắng S, Ami Trần. Ami Trần này có chốt đầm của chị á. Ami Trần chốt đầm của chị mà, hay là màu đen, mọi người comment rõ ra giùm em đi mọi người. Mọi người ơi, comment rõ rồi đó, không lắc lộn mỏng của mọi người á. Lộn của mọi người chứ phải lộn của em. Nè, Ami Trần đang mặc S nè. Là lấy của chị đang mặc là S là màu đen hay là màu trắng hay là màu da? Ami Trần chốt chưa chú? Chốt rồi à. Comment lại giùm em đi mọi người. Mẫu em đang mặc là có 3 màu đen nè. À hai cái. Vậy là lấy một trắng một đen. Rồi ok nè. Nè Ami Trần lấy hai chị lấy một cái dài cái chị ăn mặc chứ là cái này đang cái này nè. Đầm đùi S trắng nè, chị lấy một cái đầm đùi S trắng rồi ok nè. Ok chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Một cái chị đang ok, tình yêu hiểu nha. Chị hiểu rồi. Lấy em set cổ yếm rồi ok nè. Ok tình yêu hiểu rồi, Trang hiểu rồi. Rồi, vậy là mẫu Trang đang mặc là còn đủ màu nha mọi người ơi, tranh thủ hốt cho mọi người. Mẫu này đang rất là hot luôn. Hàng thiết kế nè, Trang đặt người ta may hai lớp cho Trang luôn mọi người chứ không phải may một lớp đâu. Nên là mọi người yên tâm nha. Em sợ chị chốt lộn. Chút ly là gì?
chút ly chốt sách cổ yếm là biết rồi, ok rồi. Chút ly chốt sách kiểu yếm biết rồi bạn ơi. Rồi còn ai lấy gì nữa không mọi người? Ê trắng size S cổ yếm kìa, vỏ Ngọc Hiếu chút rồi hả? Một cái của vỏ Ngọc Hiếu với lại một cái của chút ly đúng không chú? Rồi ok. Rồi qua mẫu nha mọi người ơi. Cái này mặc đi sao tay leo ngồi chặt quá. Có ngắn luôn á nè. Nó hầm mồ hôi nó khó chịu á. Đây đầm body. Rồi đầm body đẹp lắm nha mọi người lấy đi. Em bao chắc bao phơm bao vải luôn. Nè. Ba màu. Ê mọi người ơi, màu da này đẹp lắm nha. Màu da này là Trang mới hốt một cái màu da Trang mặc rồi đó mọi người. Đó, mới hốt rồi đó, hàng về. Của Ami Trần luôn á chú. Cái màu của Trang đang mặc màu da đẹp lắm mọi người, lấy màu da đi, Trang thờ luôn á, màu da ở ngoài rất là xinh luôn. Em mới lấy cái màu da mặc á. Rồi, Yến lên hàng tiếp đi. Đây cái đầm body đó còn màu hồng và màu da. Ôi là trời, màu nâu kìa mọi người ơi. Đầm này xinh lắm mọi người, em mặc là mọi người hốt liền luôn á, tại vì nó nhiều mẫu quá nên là chưa không có mẫu nào cho mặc hết cho mọi người coi được, thông cảm dùm Trang nha. Đây, cho mọi người coi form nè, màu hồng nè. Màu hồng với lại màu nâu nè mọi người. Mấy cái vải đẹp lắm mọi người. Mà cái này nó đặc biệt là nó có mút ngực luôn nha mọi người nha. Nó có may mút cho mình luôn. Xinh lắm mọi người. Cái đằng sau ha, trước và sau luôn. Em màu hồng xinh mà ta. Sao mai lấy màu hồng nhờ. Màu nâu cũng tây nữa mọi người. Tí nữa mặc cho mọi người coi ha. Nếu mà sau cái like sau không ai chốt thì em sẽ mặc cho mọi người coi sau. Rồi tiếp đi. Hôm nay nhiều đồ đẹp lắm mọi người ơi. Đây, đầm body lưới. Lấy nâu nè, cherry vô. Rồi ok nè, chốt nâu nè. Còn cái màu hồng đáng yêu như thế mà sao bỏ lại vậy? Màu hồng đáng yêu mà sao mọi người bỏ lại vậy? Đợi cái body ngắn màu trắng. Đợi cái body ngắn màu da. Hết da rồi tình yêu ơi. Có chị cherry lấy màu da rồi. Màu trắng lấy đi, màu trắng sang lắm. Tinh chế đi. Màu trắng rất đẹp luôn á. Màu trắng đã rất là đẹp luôn. Chị Cherry ơi, cái set của chị. Ủa chị Cherry hỏi cái set nào tao quên rồi. Hình như chưa có bày hàng. Cứ chị Cherry lựa trên tay đi. Chị Cherry cái này đẹp nè. Ủa hình như bà lấy cái này rồi đúng không? Nè chị Cherry. Đẹp lắm chế ơi, lấy cái đầm này mặc đi chế sang nè. Mới về luôn. Đây nha, đầm này đẹp lắm nè mọi người, mà hàng mới về. Rồi đây, đầm body lưới nè. Đầm body lưới nha, cái này cũng chị mặc được nè chị. Tại vì cái body lưới này nó siêu co giãn luôn á chị Cherry. Đây đầm body lưới này là ngay đây là nó là cái choker. Mọi người thích thì cài, còn không thích thì thôi bỏ ra nha. Sau đây chị đứng gần like với chị ta. Sau đây chị cứ hay đứng gần like làm gì trời. Body lưới siêu đẹp luôn mọi người. Hai màu nè, cho mọi người coi cái lưới nè. Đẹp lắm. Lên body là đẹp xuất sắc luôn. Riêng cái đầm lưới này là lên body là đẹp xuất sắc luôn á. Cái tan cột cổ này xinh giả man luôn mọi người. Có thêm cái hoa nè, đúng yêu luôn á. Rồi hai màu. Một cái là mọi người comment giùm em là sọc đỏ đi ha, cho dễ phân biệt. Còn một cái là sọc trắng đen. Có mút ngực luôn nha mọi người. Em mặc lên cái này lên form body rất là đẹp luôn. Đầm lưới. Đầm đen lưới nè. Ok chị. Đầm lưới. Đầm lưới nè. Chị thích màu đen phải không? Rồi cho chị màu đen. Rồi em còn một cái màu sọc nè. Đó, ai trẻ mặc cái màu sọc này đẹp rồi mọi người. Sọc đỏ nè. Xinh ha, xinh lắm luôn mọi người, chứ không phải xinh bình thường đâu mọi người. Rất là xinh luôn, vải đẹp cực kỳ. Rồi tiếp tục nha mọi người. Em lấy đầm bơ lì đứa sọc đen. Hết sọc đen Trang hết rồi, lấy sọc đỏ nha Liên ơi. Nhung. À, Lâm Nhung ơi, em lấy sọc đỏ này đi. Không phải là nó là đỏ đâu mọi người, nó màu hồng hồng á. Cái kiểu beo, nó là cái kiểu giống như là màu beo beo á mọi người, chứ không phải là màu xấu đâu, màu đẹp cho mới lấy nè mọi người coi nè. Đó. Màu đẹp nha mọi người, không có xấu đâu. Rồi ok. Em qua tiếp. Ok, hình như nó còn màu đen đúng không ta? Cái này sẽ thấy có màu đen không ta? Cái set này là phải lấy cho em. Rồi ok nha Lâm Nhung ơi. Ok, Trang chốt cho em rồi, cái này nó có hai màu ấy. Đây. Trời ơi, cái set da lộn này em nói thật sự với mọi người nha. Đẹp xuất sắc luôn á mọi người, cái set da lộn này nè. Tụi em phải nên lấy nha. Vải rất là đẹp luôn. Đây, Trang cho mình xem một. Đây mọi người ơi, set da lộn này rất đẹp. Mọi người ơi thông cảm giùm em, cái này là Trang chưa có đan dây nha. Chưa có đan dây, còn này như đan dây rồi nè mọi người thấy không? Đó. Tại vì gấp quá không, chưa có đan dây được cái kịp cái set nâu này, chắc da lộn rất là đẹp cho mọi người nha. Nâu hoặc là màu đen. Nâu á là nâu trơn, còn đen này là đen có cái LV rất là xinh. Nó cùng một kiểu mọi người, cùng một kiểu nhưng mà nó hơi khác tí xíu là cái đan dây thôi. Đó. Mọi người thích lấy nâu trơn cũng tượng tay lắm mọi người, rất là tay luôn. Trang chưa có đăng dây á cho nên nhìn nó không đẹp á, chứ đúng là cái nâu này á Trang có đăng hình đó mọi người, có thể coi được ở bên Facebook của Trang á. Đăng dây lên rất là đẹp nha. Cái này chưa có đăng dây. Thì cái đen này đang rồi nè. Đó.
rất là xinh luôn. Bên trong của nó là có quần nè, có cúp ngực luôn. Nói chung mẫu này lên bao đẹp. À cái này chị Cherry mặc được nè, chị Cherry. Cái này là có size của chị nè, chị Cherry. Chị thích cái mẫu này không? Đó, rồi ai lấy comment lấy giùm Trang nha. Ôi cái đầm viên này đẹp quá mọi người. Đây đầm, set này đẹp nè mọi người. Nãy giờ em ngó mọi người cái set này nè. Đây, chắc siêu đẹp cho mọi người nha. Áo là có mút ngực luôn. Nhưng mà cái áo đó mọi người mặc bẹt vai cho Trang nha mọi người nha. Mặc bẹt vai nó sẽ xinh hơn rất là nhiều luôn. Đây, mặc bẹt vai nè. Hoặc là mọi người thích mặc đi lên cũng được. Nói chung là ngay vào đây nó là bo thun, cho nên là nó rất là dễ mặc luôn. Xinh lắm luôn á mọi người. Đây, set nè. Có hai màu nha, màu đen với lại màu trắng. Đây, đen nè mọi người. Trời ơi, cái vải của nó đẹp lắm mọi người ơi. Chất vải rất là xinh luôn. Ai lấy set comment set giùm em nha mọi người. Đây, set này giá 90 nha mọi người nha. Dạo này á, tiền mã nó xuống quá trời luôn mọi người. Mấy chị em mà mua quần áo ở Việt Nam qua mà giao đem qua đây bán là lời rất là ít luôn mọi người, thật sự luôn á. Lời rất là ít luôn, cho nên là mọi người nhớ mua ủng hộ cho em nha mọi người nha. Lời rất là ít, nói chung là bán giống như vì đam mê mọi người. Đây, set này ai lấy comment lấy giùm em nha. Set này rất là xinh, để tí nữa em đăng hình mẫu mặc cho mọi người xem. Hàng mới về chưa có đăng. Rồi qua mẫu khác đi em. À cái ống jean nè. Đây, cái này là đầm jean nha, chắc co giãn. Ở đây là phối lông vũ nè. Lông vũ rất đẹp, chỗ cái con này mặc lên xinh lắm á mọi người. Kèm thêm một cái choker nữa nè mọi người. Đó, đầm này body nha, chắc jean có độ co giãn. Nhưng mà cái này Trang chỉ có size S thôi, chứ Trang không có size M nha mọi người nha. Đầm này chỉ có size S, không có size M. Rất là xinh luôn mọi người. Mặc lên là nó ống cúp ngực lông lông như thế này nè. Đó, xong rồi kèm thêm một cái choker nữa. Cái này hình như em thấy có bạn nào mặc rồi á ta. Thấy có ai mặc này ta, quên tên Facebook rồi. Đây, đó, vải đẹp lắm. Mặc lên là nó căng cái ngực lên, rất là xinh nha mọi người nha. Đó, mặc lên là nó căng lên như vậy. Bao đẹp luôn. Đầm jean nha mọi người nha. Ai lấy thì cà phê lấy giùm em. Đầm lưới nha mấy chị ơi. Đầm body lưới nè. Đơn giản thôi mà đẹp lắm mọi người. Lên form rất là xinh. Cái này hình như mình còn cái màu cam nữa hay sao. Cái màu cam rồi. Cam đỏ. Cái kia lên cùng mấy. Là đầm lưới body lưới. Đây body lưới Trang có 3 mẫu này nè mọi người. Một là đỏ nè. Chất lưới rất là đẹp nha mọi người nha. Ai thích body thì không nên bỏ qua em này. Màu đỏ nè, màu cam nè. Đó, body lưới mấy em này lên là xuất sắc luôn. Và màu đen. Cái này là có 3 màu nha mọi người nha. Nói chung là nó đều là body lưới. Nhưng mà nó sẽ hơi khác một chút xíu. Là giống như cái này là nó là trơn. Còn cái này là ngay đây nó sẽ có cái tan. Và còn ngay đây là cái này là nó sẽ kiểu dạng cúp ngực á. Đó, nó sẽ ra từng kiểu. Nói chung là kiểu này thì lấy cho mọi người nha. Lên form bao đẹp. Mấy đồng này lên form bao đẹp, để em lên mẫu khác mọi người coi. Cái nào ra được? Đây cái đầm này đẹp quá nè. Trời ơi, cái con này như có đem ra ngoài mà con chưa có mặc đúng không? Trời, nó sang kìa mọi người ơi. Hình như ở ngoài có màu xanh đúng không ta? Mặc không? Cái đầm chuyên sang như mấy chị ơi. À quên nữa, nói với mọi người, xếp 3 món này về lại rồi nè, có ai lấy không? Đây mọi người ơi, xếp riêng 3 món này em về lại thêm nè. Mà chưa có kịp mặc nữa, ui là trời. Đây mọi người có nhớ không ạ? Nếu mà khách quen của em, mọi người sẽ nhớ cái set này đúng không ạ? Đây, set ren 3 món nè mọi người. Em về lại thêm màu xanh, màu da với lại màu nu nha. Đây, set 100 ren nè mọi người. Hôm bữa em có mặc trên livestream á, tại vì em đặt thêm, tại vì khách đặt thêm cho nên đặt về dư dư vài set cho mọi người mặc nè. Vừa mặc đi biển chơi được, vừa mặc đi ăn uống đi chơi, nói chung là đi đâu cũng sang á mọi người. Nếu mà mọi người mặc đi biển chơi á thì ở trong mọi người phối cái áo bờ ra cho em, cho nó hở ra cho nó đẹp hơn ha. Còn ví dụ như mặc đi chơi thì mặc cái áo này. 3 món luôn nha mọi người. Bao đẹp. Đây. Hả? Set ren em về lại rồi, chị nào hôm bữa chưa mua được thì bây giờ chốt đi mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Rồi em qua mẫu nè. Bây giờ lên mặc cái đầm đó hay là cái này đó? Hay là xếp đem qua món để lai like sau đi. Đầm kim sa nha. Hay vũ ha. Lai sau mặc đầu lai đi.
ba món nâu kìa. Vi tay ok em nè. Vi tay lấy size gì? Lấy tay size S thôi. Vi tay lấy size S nè, đẹp lắm mọi người ơi. 100 riêng thôi, bữa em bán rồi đó. À, trắng ba món nè, Linh Anh nè, ok nè. Cái này em có mặc qua rồi mọi người ạ, cho nên là khách em nhìn cái là biết ngay ha, mẫu này ha. CS, à trời đúng rồi nha em đi tay ơi. Rồi còn một set nâu. Đầm chị... này có 3 màu nha. Trang còn một cái set nâu nha, chị size S nha chị. Ok chị Linh Anh, em nhớ mà. Chị không cần nói em cũng nhớ luôn nữa. Đầm đẹp quá nè mọi người. Đầm này đi tiệc sang lắm luôn mọi người. Đầm này em có tổng cộng là 3 màu. Màu xanh nè, màu đỏ nè và màu vàng nha mọi người ơi. Ở ngay phần này là đính đá rất là sang nè. Cái này mọi người mặc đi tiệc rất là đẹp luôn mọi người. Xong rồi ngay bên hông của nó mọi người thấy nó làm thêm một cái dây nữa nè. Nó đang cái dây đá cực kỳ sang luôn. 3 màu nha mọi người nha. Cái set nâu em còn một set nè. Set nâu Trang còn một set nè mọi người. Nâu 3 món nè, ok Ami Trần nè. Cái lộn kem hết rồi còn nâu à. Trang còn một cái set nâu mà tình yêu ơi, Trang hết kem rồi. Còn nâu thôi Ami Trần ơi. Ami Trần ơi lấy nâu đi Ami Trần. Nâu rất là tây nha mọi người nha. Đây. Đẹp lắm. Mặc đi chơi sang lắm mọi người, cái này Trang bữa cho bán quá trời bán rồi, khách lấy nhiều lắm rồi. Đây. Nên là khỏi cần mặc ha. Khách nào nhớ mẫu này thì chốt thôi, sang lắm em. Bao vải đẹp cho mọi người luôn. Ami Trần ơi, em lấy size M. Ở lộn xin lỗi. Em lấy màu nâu giùm chị được không? Màu nâu nè, màu nâu tây nha mọi người nha. Đây, em còn một cái set màu nâu. Màu nâu, à lấy nâu comment nâu giùm Trang nha. Rồi ok nè. Thanh Kiều nè, giúp. Lấy em con cho Ami giùm con. Rồi, đầm Trang đang mặc là có 3 màu nha mọi người ơi. Ai thích đầm lụa Trang đang mặc không mọi người, đi tiệc đồ đi ăn chơi rất là sang. Lấy nâu size M em hết rồi chị Lâm Nhung ơi. Nâu cho hết rồi, nâu còn một cái S chốt cho bạn gì thôi à. Đúng rồi, Ami Trần. Đây, đầm chị đang mặc là có 3 màu nha. Màu đỏ nè, màu vàng. Đỏ, vàng và xanh. Ôi cái đầm này đẹp quá ha, cái đầm này quả đẹp ghê. Đầm này em mới về lại thêm rồi mọi người. Em bán bao nhiêu đợt rồi nó cũng còn hot, cực kỳ hot luôn mọi người. Đầm lên rất là xinh nha. Mặc lên là nó căng cái phần ngực này lên nè. Đẹp lắm. Mà mọi người nhìn cái chất vải nè, vải này là vải mới, vải này lên form rất là đẹp nha mọi người nha. Rất là mềm tay và mịn luôn, lên form cực kỳ ứng form và sang luôn mọi người. Đây, đầm nè. Mọi người nhìn cái chất vải nè. Chị nào chưa có cái đầm này thì nên mua thử cái chất vải này đi, em đảm bảo cho mọi người là chất vải. Mọi người mua về mặc rất là thích luôn. Mẫu này là vải mới mọi người. Đầm này em về hai size F và M, giá 85 đồng nha mọi người nha. Giá 85 đồng. Mặc lên xinh lắm đó, mọi người, em có đăng hình mẫu á. Mặc lên là nó căng ngực lên như thế này là rất là đẹp nè. Tại vì cái này mình để trong cái treo á, nó không phần căng phần ngực nên là mọi người nhìn cái đầm nó chưa có được đẹp lắm ở ngoài. Mặc lên form rất là xinh. Đây. Đầm 85 nha. Ai lấy comment lấy giùm em. Rồi cho qua mẫu khác, em lên cái đầm này coi. Body đính đá không đủ. Có chân váy xin cho em mới về đó là mọi người, chân váy xin đồ áo thun đồ là trời, hôm nay rất là nhiều mẫu luôn mọi người. Hôm nay chưa có bắt nhịp được kịp đầm đầm ống nó xinh đó. Đầm ống nó mới về luôn mọi người, tí nó mặc cho mọi người coi cực kỳ dễ thương. Hôm nay về nhiều đồng đẹp lắm nè Hồng Hạnh ơi. Nhiều đặt cái chất này. Mặc không muốn chặt cái tay luôn trời. Đầm ống size gì chị? Đầm ống có 2 size F và M. Đầm ống nó mới về, đầm ống nó dễ thương lắm mọi người. Đầm ống cực kỳ đẹp luôn chứ không phải là dễ thương nữa. Ôi là trời, cái đầm tôi mặc thì dấu. Đẹp quá mọi người ơi. Đầm này hôm bữa mọi người hình như là mọi người có em có like rồi, mọi người nhớ mẫu này không ta? Không biết mọi người có nhớ không? Em like là sạch sành xanh mấy cái luôn á. Bây giờ khách đặt thêm 3-4 cái cho nên là em lấy về thêm á. Lên mấy mẫu
À, mới về đi shop cái đầu mày á My. Cái này là mẫu mới, hôm đó hồi nãy giờ không có lên mẫu nào cũ luôn á My. Đập bây giờ. Đây mọi người ơi, đầm này chỉ có 3 màu, 4 màu luôn. Màu hồng nè, màu cam, màu đen, màu trắng. Đẹp cực kỳ nha mọi người nha. Đầm form siêu đẹp. Mọi người nhìn cái tay, cái cổ nè. Đó, nó làm giống như là làm kiểu sắc nách đó mọi người, xinh lắm mọi người. 4 màu nè, màu cam nè, trắng đen nè. Đó, vải ren cực kỳ đẹp luôn, giá 85 đồng. Rất là sang nha, màu trắng cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Màu trắng này mặc đi biển chơi là xuất sắc luôn mọi người ơi. 3 màu, 4 màu luôn. Giá 85 nha, ai lấy thì cầm em lấy giùm Trang. Lên form này, lên, tầm này lên form rất là đẹp luôn mọi người. Body ống cúp ngực có ai lấy không? Cái body ống này mặc lên căng lên đẹp lắm nè. Nè My ơi, My lấy cái đầm này đi My. Đầm này lên form cực kỳ xinh. Nè, mặc lên là cái này nó căng ra mọi người, lên form đẹp lắm. Đây. Đó, tại vì nó nhúng nhúng mà mặc lên cái nó căng ra, cái nó ống nó bèo, trời nó xinh dã man luôn, mẫu mặc đẹp lắm mọi người. Đợi tí xíu nữa Trang rảnh rảnh cho mặc cho mọi người xem. Nhìn nó vậy thôi chứ lên form đẹp lắm. Mọi người hình dung mọi người thấy nó cũng đẹp mà đúng không? Thôi cái này bỏ qua đi. Đây set này Trang mới về nè. Đầm đính đá này có hai màu nha, màu trắng và màu đen. Màu đen đây. Cái đầm này phải có màu trắng đó đúng không ta? Có, đang cầm đây nè. Đầm đính đá này, đầm này mọi người. Mới về, mấy cái này là mới về hết luôn mọi người. Nãy giờ Trang like cho mọi người toàn không có là không có mẫu cũ luôn á. Hả? Đây cái này xinh nè mọi người. Em chưa có ủi mọi người nên là nhìn nó hơi bị nhăn nhăn. Trời, cái đầm này xinh quá. Đây đầm này xinh nè My. Đẹp giảm mang luôn, hai màu. Đen và trắng nha. Ở đây là nó có bèo bèo rất là xinh nè mọi người. Dạng body á mọi người, body cúp ngực á. Đây. Rất là dễ thương luôn, hai size S và M. Đây, có kèm tan đá hai bên luôn nè mọi người. Đầm này bao đẹp. Hai màu trắng và đen. Đó, ai lấy thì cầm này lấy giùm Trang ha. Trời cái này. Đẹp giả man luôn. Đầm này xinh dã man luôn. Giống như tôi đang để cái đầm này là giống. Đưa đầm bánh bèo mà kêu mua tức cái lòng. Đây cái này ai lấy comment lấy giùm Trang nha mọi người nha. Sang quá trời sang luôn. Cái này mà ai mà sinh nhật sắp tới mọi người hốt về mà mặc đi tiệc hoặc là đi bạc ti đồ. Trời ơi. Con này là đỉnh của chớp luôn á mọi người. Đầm đỏ này có 3 màu nha mấy chị nha. Màu đỏ, màu nâu và màu đen. Đầm body lưới cúp ngực. Coi đầm trắng kế đầm hồng nha chị. Đầm trắng. Đầm trắng kế đầm hồng. Là cái này hả? Cái này phải không Cherry? Cái này đẹp. Cái này đẹp nè, bữa em hỏi chị đó mà chị không có màu đen đó, em đòi mua màu đen mà chị nói không có màu đen á. Đây mới về lại thêm nữa đó. Đầm này khách lấy nhiều lắm luôn mọi người, hai size S và M. Màu này đẹp nè, màu đen không có đâu. Cái này chỉ có một màu duy nhất thôi chứ không phải là nó không có màu đen. Nó không có ra màu đen. Đầm nó chiến nào có hàng về là có nói. Con này nè, lúc nào về cũng có nói, lúc nào cũng bán sạch sẽ đó. Em lấy không? Cái này lên form đẹp lắm mọi người, tại vì em treo cái móc thì nó không có được đẹp á. Phải cái đầm này không ta? Gì à? Ok, xin đi nha. À, mua kem. Tối ngày tốn mấy cái gì kem son phấn. Rồi đây mọi người ơi. Đúng rồi chị. Em lấy không Linh ơi, lấy thì chị Trang chốt cho. Mới về đó, đủ size S và M luôn. Hỏi Linh lấy không ý. Dạ đi Linh ơi, chị có chốt không? Có size không á chị? Có chốt thì báo size em chốt cho chị nha. Ủa cái đầm này nằm đâu ta? Chưa thấy nha. Ở đây 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 đây. Có lấy thì báo em nha. Size S và M siêu đẹp. Vải đẹp lắm mọi người, 85 đồng một cái thôi. Trời ơi là trời, mọi người ơi cái vải này đẹp lắm. Cái đầm này lên form rất là đẹp luôn á. Em treo như nó không có được đẹp mọi người, em xả cái form cho mọi người coi nè. Đầm mặc lên rất là xinh luôn.
treo cũng không được. Ừ, cái này làm nào treo đó cũng không có lên, nó không được đẹp nha. Nó bị su su. Mặt lên đẹp lắm. Trước mẫu mặt lên á, mẫu mặt lên đẹp lắm. Ừ, treo giờ đúng không nè? Đó, đúng rồi, được rồi. Treo giờ đúng không nè? Nãy treo không được đẹp, đẹp lắm mọi người. Đọc này ai lấy comment lấy nha. Rồi qua mẫu. Đầm lưới, đầm lưới có tới 3 màu luôn á. Cho chị coi là đầm lưới đỏ. Đây mọi người ơi, set jean LV hàng cao cấp nè. Bao đẹp luôn, set jean LV nha. Chất rất là đẹp luôn. Chân váy ở bên trong nó có thêm một lót, thêm một cái miếng vải nữa mọi người nha, form rất là đẹp. Đây, hai size F và M. Set jean nha, set jean LV hàng cao cấp luôn mọi người. Chất này mọi người nhìn cái chất này. Đang rất là hot luôn em này. Hai size F và M. Ai lấy thì báo Trang nha. Đây đầm nữa nè. Cái đầm body lưới. Đầm body lưới này Trang về 3 màu hàng mới về nha. Màu da nè, màu đen nè. Với lại màu đỏ. 3 màu. Body lưới nha mọi người nha. Trời cái chất đẹp quá. Body lưới nha, form cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này lên xinh lắm, tí nữa em mặc cho mọi người coi mẫu này sao. Cái này có cái gì? Cái này treo kìa. Đầm. Trời. Cái gì vậy trời? Đây set sơ mi. Đầm sao nói? Ý nó đưa như người tượng vậy chứ. Đầm ren cúp ngực nha. Đầm ren cúp ngực nha mọi người ơi. Cái này Trang về. Ủa, cái này có một màu đen thôi à. Đầm ren cúp ngực nè. Chắc rất là đẹp luôn. Mặc lên phơi là bao xinh luôn á. Đầm ren cúp ngực nha. Một em duy nhất là màu đen size S nha mọi người nha. Đây set sơ mi nè. Set vest nha mọi người ơi. Hai size F và M. Đó, cái này có chị gì mặc được nè. M của chị nè. Đây. Kèm tan chân váy nha. Con này mặc lên sang, con này mặc đi tiệc rất là đẹp. Đây. Hai màu, trắng là size S, đen là size M nha mọi người nha. Đó, hai màu trắng S, đen M. Ai lấy thì báo em nha. Mọi người thích mẫu nào thì mọi người cứ báo cho em. Đầm này có hai màu nha mấy chị ơi, có màu trắng và màu đen nha. Đầm này là cổ chéo nha mọi người nha. Đây. Đầm cổ chéo, đính đá. Mai chưa có gài được mấy cái đại của mấy cái set, mấy cái đầm này đâu. Hai vô ha. Nè, cái set là mấy cái này. Chưa gài được mấy cái đầm này đâu, bỏ mấy cái đầm này vô đi. Đây, trời ơi. Sang. Chưa tới lúc chưa gài chúng đại của mấy bé kia. Xét cho mấy chị ơi. Xét xem nha. Hai màu trắng và đen. Đây, cái set này có 3 màu nha mọi người ơi. Trời, cái áo đẹp quá trời. Cái áo cúp ngực đẹp quá. Cái này đẹp nè. My ơi, My có đây không? Em coi lại cái trắng đi Trang. Cái trắng nào ta? Trắng nãy đó. Cái làm trắng cuối cùng chị vô lên. Kìa, bên kia. Bên đâu? Cái đầm trắng và đại. Đây. Chắc cái này cuối cùng chị vô lên nè. Cái này là đúng không My? Cái này là màu trắng kem nè. Cái đầm này đẹp nè. Đi sinh nhật là xuất sắc luôn á. Một em duy nhất luôn nè. Size S của em nè My.
con đó hoặc là con này. Đây, hai con này là đỉnh của chốt. Lấy con nào? Lấy con này không? Đẹp lắm nha. Có mút ngực luôn, con này hàng rất là xịn luôn mọi người. Trời, con này đẹp thiệt luôn mọi người. Đây. Dạ, để em coi, coi. Để em coi cái kia. Hả? Để em coi em... cái kia. Để em cái kia. Cái kia là cái nào? Để kia là cái đinh ngọc đó hả? Cái lông á. Là lấy cái nào? Cái đinh ngọc hay là lấy cái hoa? Lấy cái đính ngọc hay là lấy cái hoa? Báo nhanh. Em nghĩ đính ngọc. Rồi tiếp tục. Có ai thích không mấy chị ơi? Xếp ren nè mọi người. Cái chất vải của nó y hệt như là cái vải của Trang đang mặc luôn mọi người nha. Đính ngọc. Cái vải của nó là y hệt như là cái cái câu này xinh ghê, đang tính sinh nhật mặc luôn á. Hả? Đây xếp ren nha. Không cho bà lượm. Trời ơi, chị muốn 10 cái cũng có nữa. Em lấy cái đính ngọc xem chị. Em lấy cái đính ngọc xem chị. Không, đính ngọc chị hết rồi. Đính ngọc có 1 cái một thôi. Cái đính ngọc đang đính, tính mặt sinh nhật luôn. Không mà để em trước đi không sao. Rồi đây, set ren này là cổ yếm giống như y hệt như là cái ren Trang đang mặc luôn mọi người. Nhưng mà cái này là set nha, cổ yếm rất là xinh luôn, hàng mới về. Chất ren cực kỳ đẹp. Ê My có cái set này đẹp nè My. Đây set này đẹp nè My. Set này là My phải lấy, rất là hợp với phong cách của em luôn. Áo, cái áo của nó là dạng như cúp ngực nè mọi người. Cúp ngực mà nó có rộng luôn nha. Làm cái rộng cho nên là khi mọi người mặc lên cái áo ống lên form rất là sang và rất là đẹp nha. Kèm với lại chân váy set này Trang có 3 màu mới về. Màu trắng, màu đen và màu đỏ luôn. Em chưa có treo lên, em mới treo có cái màu trắng thôi à mọi người. Set này cực đẹp. Set thì có 3 màu trắng, đen, đỏ. Ai muốn lo coi nằm đâu ta? Chắc con còn nằm ở ngoài quá. Set có 3 màu nha chị. Đẹp lắm mọi người, set này lên cực kỳ sang. Cả set luôn mọi người. Bao đẹp. Có muốn coi không mọi người? Mọi người có muốn coi màu không? Trang lấy cho mọi người coi màu. Con này lên form đẹp dám mang luôn. Tí nữa Trang sẽ đăng hình mẫu cho mọi người coi. Mặc lên rất là xinh. Chân váy. À Trang mới về chân váy nữa kìa mọi người. Ê, đầm body cúp ngực nha. Cho em xem lại cái chân váy màu trắng. Chân váy màu trắng này ha. Cái này ha. Cái này em mới nằm đâu ta. Nằm phải cái này không chị ơi? Phải cái chân váy chim sa này không? Chắc ở ngoài hả? Đây 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 đây. Đây nha mọi người ơi, nó có tổng cộng là 3 màu luôn. Màu set này có 3 màu luôn mọi người nha. Màu đen, màu đỏ và là màu trắng nè. Cái này để trời ơi, cái này mặc lên sang lắm luôn, có bao mặc đẹp luôn. Áo này có mút ngực nha và có thêm cái rộng nè. Trời ơi, là cái áo nó đẹp không cái váy. À váy trắng hả? Đây mọi người rất là xinh luôn nè, áo nè. Trời trời má, cái áo đẹp thiệt sự luôn, thề luôn. Cái áo đẹp xuất sắc luôn mấy bà. Vừa có mút ngực mà vừa là có rộng nữa nè. Set đỏ xem mờ nè, chị Lâm Nhung nè, ok chị nè. Trời ơi, cái màu trắng nè không chị, cái này là set nha chị nha. Lâm Nhung lấy em mờ. Set váy màu trắng nha chị. Set chân váy ren nha. Để em coi, đây, đúng rồi. Nè chị Lâm Nhung nè, set đỏ em mờ nè. Rồi, set trắng này bạn nào, bạn ai mới hỏi nè, set trắng này là cái áo của nó là có mút ngực luôn nha mọi người nha. Rất là đẹp nha. Cái áo của nó có mút ngực luôn nha mọi người nha, rất là đẹp nè. Đó, mọi người mặc lên là cái set này nó rất là xinh. Mặc lên thì nó giống như là một cái đầm luôn mọi người. Mặc giống như là một cái đầm maxi cho đang mặc luôn á. Cái ren nó là y hệt như cái ren cho đang mặc luôn nè. Co giãn. Không phải. Không phải chị. Thì cái đầm nào? Đầm trắng nào? Đầm trắng nào? Nó còn đầm trắng này. Trắng này hả? Trắng này hả? Nhớ cái kiểu nó sao không chị ơi? Đây đầm trắng hoa này đúng không? Cầm trắng hoa này có đúng một cái nha mọi người, hốt nhanh cho mọi người ơi, siêu đẹp luôn, hàng VIP luôn mọi người. Mấy cái hàng này không phải là cái thuốc nào cũng có bán nè mọi người. Nhập giá cao quá, nhiều người ta cũng dám nhập luôn á. Đây, set kim sa. Set kim sa kèm tan. Đây, set kim sa nha, kèm choker rất là đẹp nha mọi người nha. Đây, set kim sa giá 85 đồng, áo nó có mút ngực luôn nha mọi người.
cái áo á, mọi người có thể lấy rời phối với lại cái quần nào cũng đẹp hết mọi người. Thích thì mặc nguyên set, còn không thích thì lấy áo phối rẻ rất là sang. Set kim sa 85 nha. Đầm body ống kim sa nè. Rồi đầm kim sa màu xanh nữa nè. Đó, mấy cái body này lên đẹp lắm nè mọi người. Ai lấy thì comment lấy giùm Trang ha. Đó, Trang cứ đưa mẫu lên, mọi người thích cái nào thì mọi người chốt. Hoặc là mọi người hỏi em báo giá cũng được. Đây. Set nè. Set hoa. Chân váy bên trong của nó có quần. Set này giá 80 nha mọi người ơi. Trang còn một cái size S nè. Màu trắng. Con này mặc đi cưới đẹp lắm. Đây, set hoa màu trắng nha. Rất là xinh luôn rồi mọi người. Đó. Bên trong có lót quần dày dặn. Rồi hết, cái thằng đồ này đừng có đụng tới. Cái thằng phần đồ này đợi người à. Đợi có khi mới đụng tới được. Đây, áo này mới về. Áo này Trang mới về nha mọi người nha. Ở trong của nó là một cái áo cổ yếm, xong rồi kèm thêm một cái áo khoác nữa. Ba màu trắng ấy phải. À, màu da với là màu đen, hai màu chứ. Da và đen nha mọi người ơi, set áo nè. Đây có màu đen nữa, set áo len nha mọi người, phối với chân váy đẹp lắm. Đây. Một cái áo khoác len nha. Trời ơi cái vải đẹp quá. Đây. Một cái áo khoác len như thế này nha. Xong ở trong của nó là một cái áo len vẹt vai như thế này. Bao đẹp luôn á mọi người, rất là xinh nè. Len đẹp lắm nha, hai màu nâu và đen. Ai lấy thì comment lấy giùm em nha, nâu và đen. Set áo giá 60 luôn cho mọi người, 60 rin luôn. Giá rá bèo hời luôn. Giá quá bèo. Set áo 60 nha. Chân váy này Trang còn một cái size S nè mọi người. Ai lấy chân váy luôn không? Chân váy này Trang tính cho mọi người là 60 luôn. Đó. Chân váy hôm bữa là 75, bây giờ còn cái size S tính mọi người 60. Đầm kim sa cổ chéo. Mọi người thích chân váy không mọi người? Chân váy em mới về nè. Quá trời nhiều mẫu chân váy luôn. Đầm ấm kim sa. Đấm đá đây. Đầm ấm kim sa. Chắc đẹp nha mọi người nha. Cái kim sa này đính đá nè. Sang xịn lắm luôn á, có vút ngực luôn nha mọi người. Đầm này có vút ngực luôn. Đây. Đó. Thích sang có sang, thích bình thường có bình thường, thích đơn giản có đơn giản. Đây vest này mới về nữa nè. Nói chung là nhiều đồ đẹp lắm mà chắc phải chị ngán tiền quá. Chứ em thấy cũng đồ đẹp không à. Hay chú. Thằng em thấy là toàn đồ đẹp không á, không có đồ xấu. Chỉ cần cái đấy là khi mấy chị ngán tiền hay sao thôi. Đó. Trời. Đầm vest nè, bao đẹp luôn, chắc rất là đẹp nha mọi người nha. Sang lắm. Vừa làm khoác được, vừa làm đầm được luôn. Hai màu da và đen. Ấy vú đụng cái like của con à. Hai màu đen và da. Đợt này là chắc em nghĩ like dài hạn quá mới chứ. Giờ này là mọi người thấy người ta bán toàn là hàng sale không à. Mà em vẫn còn hàng mới qua là mọi người thấy em cũng còn hơi đỉnh rồi đó. Hay chú. Giờ này là mọi người biết sao không? Bán thì chậm nè, tiền thì xuống nè, nhiều người rất là nghĩ không like nè. Mà cũng không ai nhập hàng mới, chuẩn bị nhập về không có lời. Mà còn em tới bây giờ mà em còn nhập hàng mới về cho mọi người là cũng vậy là đỉnh lắm rồi đó mọi người. Chứ bây giờ mọi người lên like là mấy đăng hàng sale không à. Tại vì thật sự mình có vốn, mình để hàng bán được không bán được không có quan trọng. Thật sự là mình có vốn mình để không bao lâu mình không sợ. Còn nhiều chị em giống như người ta khó khăn, người ta mượn tiền, người ta like rồi này nọ, người ta không bán được rất là tội luôn. Mà bây giờ người ta phải đổ bán hàng sale không á mọi người. Chứ người ta đâu dám làm hàng mới giống như em đâu. Nói thiệt luôn á, mọi người coi like mà còn hàng mới thì em mới sợ. Mà bây giờ em sang tháng là em nghỉ dài hạn rồi đó mới chứ. Ủa, sắp hết cuối tháng rồi. Mua 5 thùng bia đi chứ. Mua 5 thùng bia đi hả? Mày ngộ ha, like không ai mua chứ tắt like rồi mấy chị đầu qua coi mua hàng cũng rất là nhiều nha. Bởi vì thôi giờ em bán cho khách quen là ai mà thích ghé nhà mua
xong. Lai đứng còn mệt, nói nhiều nữa. 5 thùng. Tranh thủ mua hàng đi mọi người ơi, tháng sau em đích like lại rồi. Sinh nhật sinh ơ rồi, đi chơi rồi, đi Thái rồi, đi Trung Quốc, đi đùm lum lá chơi. Vậy thì thôi rồi, bây giờ mấy chị tranh thủ, mấy chị mua hàng đi. Tranh thủ mua hàng đi, mua hàng để em có tiền đi chơi đồ. Chưa vậy chơm 5-3 thùng bia đồ nữa, trời ơi, ghê chứ. Đây set nha mọi người, set 3 món. Làm sao cho được chứ. Set 3 món nha mọi người ơi, set 3 món nha. Đi về hạn rồi chứ bạn. Ít, vô bị thất nghiệp. Bởi vì 5 thùng bia là được rồi đó. Set lụa nè, set lụa này mới về theo màu đen nữa nè. Cái set này mặc lên đẹp lắm nè. Có màu đen ở ngoài đây không ta? Chưa. Có màu đen ở ngoài đây không ta, để mặc lên thử nè. Màu đen hình như... Set cho biết rồi, set cúp màu đen. Mà biến mặt trên cái. Biến mặt, cũng là biến bán nữa. Mới nhưng mà không hợp với mấy chị ấy. Không hợp với chị, mấy chị ngán tiền nha chứ không hợp gì. Đây cái đầm này hôm bữa không biết ai đặt em mà em chốt mà em quên nè. Nhớ mẫu này không mọi người, đầm body siêu đẹp luôn nè. Ở đây là mọi người mặc lên là nó sẽ nhúng như này, rất là xinh nè, đó. Đó, mặc lên là nó nhúng rất là đẹp nha. Cái đầm này hôm bữa chị nào chốt mà em quên đó mọi người, em không có ghi tên lại nên vậy em nhớ nhìn. Bây giờ em để ra, em bán lại nè. Trời sang lắm mọi người ơi. Em lấy cái set màu xanh chị Trang. Cái set màu xanh, ok em, set màu xanh nè. Size S. Size S, rồi ok em luôn. Tính em 75 nha. Đầm này đẹp lắm nè Phương. Đầm này hôm bữa mấy chị dành quá trời luôn. Em có để, em không ghi tên lại mà em quên ai, giờ kiếm không ra tên. Rất là xinh nè. Đó, đơn giản thôi nhưng mà lên form đẹp lắm nha mọi người nha. Rồi lên hàng đi nha. Ai lấy gì thì lấy, ai thích cái gì thì chốt, không sao cả. Đây đầm nè mọi người, rất là xinh nha. Đầm đen nha, vải là vải, vải đen rất là hot mọi người, vải này đẹp lắm, lên form là cực kỳ đẹp luôn. Đầm đen, đầm đen này size size gì ta? Đầm đen này size S đó mọi người, S M đó, xinh nha. Ai thích mà kiểu mà sang sang xinh xinh đi tiệc thì hốt cái đầm này về mặc lên form đẹp lắm mọi người. 85 đồng, đầm đen 85. Giờ là lên like là coi là mấy chị là sale săn dữ lắm. Đây đầm bẹt vai body lưới nha mọi người ơi, bẹt vai body lưới nè, 75 đồng. Một em duy nhất và cuối cùng, body lưới 75. Chắc co giãn nha mọi người nha, chắc body lưới co giãn bẹt vai. Đây bẹt vai nè, đó. Body lưới bẹt vai nha. Đầm đen mới bỏ xuống bao nhiêu cưng? Dạ 85 nha chị, chị yêu ơi, 85 đồng. 85 đồng nha Kim Ngọc ơi. Chị Kim Ngọc đẹp lắm á chị Kim Ngọc. Đây. Chắc vải đẹp lắm chế. Bao xinh luôn, 85 đồng. Lấy thì báo em nha chứ. Có set nữa nè. Set nữa nè. Set này là áo nó là vải tắc ta nha mọi người nha. Có mút ngực nè, xong rồi ở trong của nó là một cái chân váy. Đây. Ở trong nó là một cái chân váy ren. Rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Set này em tính mọi người 75 đồng. Cái này đẹp nè, ấm gì mai hung hung ơi. Cái này còn một size S nè, chị nào lấy không? Cái em này lên form đẹp lắm nha mọi người nha. Không phải rồi, à, không phải nói ai đặt mà quên á. Đầm nhúng nào? À đầm nhúng đen hả? À đầm này hả? Là chị hỏi gì? Đầm đen này bao nhiêu? Đầm đen này 75 chị, tính chị 75 á. Size M của chị luôn. Còn size M, đúng size M của chị luôn á, chị lấy không chị? Đây. Form rất là đẹp nha, lấy thì báo em nha mọi người. Rồi lên đi hàng đi. Đây set này. Đầm ren nha. Đầm ren có màu đen nữa. Ừ, Kim Ngọc chốt kìa. Cho chị Kim Ngọc một con đi. Đầm trắng này có màu đen nữa. Đầm trắng ren nó mới về có màu đen nữa nha mọi người, xinh lắm. Rồi set ống gu xì nè. Còn một, còn hai set hả?
Set ống Gucci này em sale cho mọi người 65 đồng đi. Rồi set ống Gucci này 65 đồng nha. Còn cái set này là set bơi nè mọi người. Mọi người có thể là cái áo trong á, mọi người có thể làm áo bơi được. Hoặc là ok, mọi người phối có thể phối theo cái quần sọc mặc đóng thùng ở trong rất là xinh nha. Đây, set này giá 85 đồng, 2 size F và M kèm khoác luôn nha mọi người. Gồm một cái áo khoác và một cái bikini luôn. Đó, thích mặc giày cũng được. Hoặc là mọi người có thể mặc như thế này. Đó, giống như mấy cái áo mà đóng thùng ở trong đó mọi người. Đây, set. Trời, cái áo khoác, em ưng cái áo khoác giả mang luôn mọi người. Mọi người mua cái áo khoác, mua cái này, cái áo khoác mọi người khoác cái áo nào cũng đẹp chứ. Ví dụ như mọi người mặc set này đúng không, mọi người khoác cái áo khoác qua nhìn nó cũng đẹp nữa. Đây, đó, 51kg rộng không em? Dạ không chị ơi. Chị hỏi cái em cái gì vậy? Hỏi cái đầm nãy hả? Cái đầm này 51kg không có rộng đâu chị. Đây, dễ thương lắm mọi người thấy không? Ví dụ như mọi người mặc cái gì á, mặc body hoặc là mặc set gì á, mọi người khoác cái áo khoác lên cũng xinh mọi người. Áo khoác này vải rất là đẹp nha. Đó, em đang ví dụ thôi, mọi người mua một và được hai đó. Rồi, ai lấy cái này thì comment lấy nha. Hai size F và M. Trên có hai size F và M. Đây, set Gucci. Set Gucci cho mọi người 65 thôi. 65 nha mấy chị ơi. Cái gì chị? Cái đầm hồi nãy em chốt với chị rồi mà. Kim Ngọc ơi, cái đầm đen hồi nãy em chốt với chị rồi nha. Đây mọi người ơi, set sum học sinh nè. Set học sinh caro nè. Size S nè, set này đang còn một set size S nè, ai lấy không? Đây, cực kỳ dễ thương. Chân váy caro nha, bên trong có quần size S cho mọi người nha. Áo nè, áo sơ mi tay phồng phồng. Đó, ai lấy cái gì thì cứ báo cho em. Có ai thích đầm ren nhiều không mấy chị? Có màu đen nữa nha. Có màu trắng với màu đen nha. Đấy, cái set này mình còn màu đen quá nè. Rồi, dễ thương quá. Chị Kim Ngọc set này cũng đẹp quá nè. Set áo cúp ngực nha mọi người ơi, đằng sau của nó là có bao thun nè. Đó, áo của nó là có bao thun nha, xong rồi chân váy. Chân váy bên trong của nó là có quần luôn. Đây. Một màu đen duy nhất nha, hôm bữa có màu xám nữa mà khách qua lấy rồi, vải đẹp lắm mọi người, set này vải cực kỳ đẹp. Ai lấy set này thì comment lấy nha. 75 đồng. Đầm ống cúp ngực nha. 75. Đây, đầm này vải đẹp, làm chắc đẹp mọi người. Đây, cái chắc mà em khen đỉnh của chốt đây mọi người. Em về hai màu, con đầm này về hai màu. Màu xanh nè, mọi người thấy vải nó không? Vải rất là đẹp nha, màu xanh với lại màu trắng. Đây, xanh và trắng, hai màu. Con này mặc lên rất là xinh luôn mọi người. Ê, hình như là có về cái con đá cổ yếm không ta? Cái con đá cổ yếm bữa ai đặt mình ta? Con bữa con đá cổ yếm. Đây, cái set này là nó giống như cái chất vải mà em nói là vải đẹp mọi người. Đây nó cùng chất vải này nè. Ê, bữa set này như con có mặc loa rồi đúng không? Mới về lại thêm, cái đó có màu gì với màu gì đó? Màu đen. Màu đen nữa. Con này đẹp rồi, để chị mặc lên cho coi. Trời, like còn 18 người coi. Đây à. Không có, nãy chị có thấy tại vì hình như nãy là con thấy cái móc tân nhỏ quá cho nên là con bỏ ra hay sao ta, không nhớ mà không nhớ. Hãy tắt like vô.